đâu mà phải tìm hả cô? Sớm hôm qua đi tìm măng không thấy về đâu. Từ hôm qua rồi. Thì cô cứ đưa đăng với bình lên trên đi nhé, cháu đi báo công an để họ hỗ trợ tìm kiếm nhé. Vâng, thế thì hộ cô nhé. Bà nhé.
măng ở trên. Trước là rừng măng rồi, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm nhé. Hai anh đi xuống dưới này nhé. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Come on! Come on! Come on! Come on!
ơi. Tâm ơi. Cái này hình như mới mới này. Thank you.
Thank you.
được rồi, mình nghỉ một tí lát nữa quay lại tìm thôi. Vâng. Được lắm. Cố nước kia. Em đi làm sao đấy? Mà vừa đi tìm gần hết ngày. Đâu có sao? Chưa được à? Em có đau nữa. Chắc là không đi được rồi. Chân tay nó khó. Không sao nhiều là tốt rồi. À. Long ơi, con đi ăn thì tôm đi mà nấu nữa.
có ấy lắm rồi nhỉ. Thank you.
sao đấy? Hôm qua con bị trượt chân. Như thế này có phải về mình nó không không này đang cũng buồn quá à. Thấm bị đau ở chân này này cô này. Đau chân này cô đi thay quần áo cho Thấm nhé. Vâng. Ướt nóng rồi. Vâng. Cô đi ra ngoài. Có làm gì anh sao? Cô không làm sao đâu. Con đi ra ngoài. Để mình cho cậu bé. Vâng. Nhanh đây, hai anh ra ngoài đi kêu uống nước. Ơ, dậy rồi à? Ồ, mình dậy rồi à? Ây da. Cháu được mấy tháng rồi? Cháu được hơn 10 tháng rồi đấy. Đẹp quá nhỉ. Hôm nay rất là cảm ơn hai anh nhé. Không có ai cũng biết một mình đi tìm đến bao giờ mới thấy ấy. Giờ tình hình là cũng ổn rồi thì cũng không bị sao mấy. Thì cũng muộn rồi thì tôi xin phép về. Tối rồi. Ngồi chơi gì đó. Tối rồi. Em về nhé. Thì cảm ơn anh nhé. Rồi cố gắng nhá. Hai anh đi cẩn thận nhá. Đường trơn lắm đấy. Cô để cháu được tấm ăn. Vâng. Mà cô mới bình uống. Vâng. Cái sữa này cháu vừa mua thì cô cho bình uống. Cháu thấy ở hộp cũ nguyện hết rồi. Vâng. Cháu để đây nhé. Vâng. Còn đau nhiều không? Để mai anh, tối nay anh về thôi, mai anh mang thuốc vào. Nếu mà không phải không sao đâu anh. Tính, 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 tính nó không lại khỏi lắm. Không thuốc thì lâu lâu lắm. Anh hết, mẹ em đỡ còn nhiều lắm. Thế tí đang để bố nhá. Cô hôm nào lại vào chơi nhá, mai đi học rồi. Hôm nào đang lại vào chơi cô nhá. Tuần sau thì mình đi vào rừng mình nhá. Nguy hiểm lắm, giờ mưa gió trơn lắm. Cũng may là hôm nay anh vào đấy, không còn mẹ em cũng biết tìm ai đấy. Ê, Vinh à, đây mẹ. À, bắt ngồi đây. Vinh ơi. Hôm qua Bình có khóc không ạ? Không, không có mẹ khóc nữa. Cô ăn hết con nhé. Ừ. Cô ăn hết đi. Ừ. Qua mẹ hai bà cháu ở thì còn không ngủ được mà lo suốt đêm. Ăn cái biển hết đi. Bình ơi, này, cô với một chú nè. Ê, nhớ Bình quá nhỉ. Dạ, dạ. Con chân đau cái lụng đau này à? Lâm anh này. Đây là tí nhé. Ừ.
nhớ đấy. Mày cháu cũng về đến mới đi tìm được. Cũng may đấy, mày may là có đông người đấy, một mình không biết tìm đâu. Mình ta đi một mình ta đi ở như thế này, lần sau không đi một mình nữa. Các mẹ biết không cháu? Cho cô tấm ăn cháu nha. Em ăn cháu muộn đấy. Con sẽ có sữa nha. Mama. Con sữa nha. Anh. Thôi có khi cũng muộn rồi, cháu phải về thôi. Nhưng mà mai cháu mua thuốc vào sớm. Ngày mai Đăng nó đi học đấy. Con đi theo cái chỗ này, con đi nhà bố đi nhà. Em cố ăn đấy nhá, ăn nhiều rồi nhá, mai đi thuốc vào. Hôm nào Đăng lại vào chơi với cô nhá. Thế thì ngủ con về nhỉ, tối vào tí không ăn nước không được xuống ấy, trơn lắm. Con đi về đi học nha, con mở nó cô nay cô ở đây chứ? Vâng, cô ở đây một tối thì ngày mai cháu lên nhé. Vâng. Thế thì mai cô cầm một ít tiền, ngày mai cô đi mua cái gì cho cháu ăn nhé. Cháu chắc là mua thuốc xong cháu mới vào được. Thế thôi, cháu cầm thuốc nào mua cái gì cho cháu nhé. Cháu chưa. Đi về đi con. Thế con đi về nhé. Mấy hôm đó vào với chơi với cô Tấm nhé.